đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Bạch Lộc, từ diễn viên Lưu Lượng lại bị mắng là thất học, fan lôi Dương Tử ra chữa cháy. Loạt phim Hoa ngữ gây thất vọng nhất 2023, Bạch Lộc dẫn đầu, Tiêu Chiến, Đàm Tùng vận lọc tốt. Trong khoảng thời gian gần đây, danh tiếng của Bạch Lộc dường như đang đi xuống khá nhiều và không nhận được sự yêu mến như trước. Trong đêm hội cuối năm của nền tảng EQEE, nữ diễn viên Bạch Lộc đã được trao giải thưởng khá cao trong các giải thưởng tri ân của nền tảng là giải Nữ diễn viên gào thét, cùng tên với chủ đề với đêm hội gào thét EQEE. Tuy nhiên, bài phát biểu của cô khi nhận giải lại khiến cư dân mạng dậy sóng và cho rằng cô vừa thiếu khiêm tốn vừa thiếu kiến thức khi sử dụng câu thơ của bậc đại thi hào Lý Bạch. Cụ thể, khi được vinh danh với danh hiệu Nữ diễn viên gào thét trong đêm hội gào thét EQEE, nữ diễn viên đã sử dụng đến câu thơ Huyền Nhẹ đã vượt muôn trùng non, cảm ơn Lộc Nhung, tên fandom của Bạch Lộc, của tôi, Huyền Nhẹ vượt qua muôn trùng non. Câu thơ vốn đến từ bài thơ Đến Giang Lăng, sáng sớm rời thành Bạch Đế của Lý Bạch, một trong những bài thơ nằm trong chương trình dạy học văn hóa 9 năm bắt buộc của Trung Quốc. Bài thơ có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Lý Bạch là một nhà thơ tài hoa với cuộc đời trắc trở. Gần cuối đời ông còn bị bắt giam vào ngục với tội tùng nghịch. May được danh tương Quách Tử Nghi đứng giữa hòa giải mới thoát khỏi tội chết, bị đày đến Dạ Lan, nay là Quý Châu. Lúc đó Đại Thi Hào đã là một ông lão gần 60 tuổi. Trên đường lưu đày, đi đến vùng Vu Sơn, Tứ Xuyên, ông lại may gặp được đợt triều đình đại xá thiên hạ mà thoát khỏi án đi đày. Bài thơ này là được sáng tác trên đường ông trở về với sự vui sướng mong đợi vào tương lai. Câu thơ Khinh Chu Dĩ Quá Vạn Trùng Sơn, Huyền Nhẹ đã vượt muôn trùng non, đặt trong bối cảnh ra đời có sức nặng rất lớn nhưng lại được Bạch Lộc sử dụng trong bài phát biểu khi nhận một giải thưởng tri ân mang giá trị ao làng khiến nhiều cư dân mạng bức xúc. Theo họ, con đường phát triển của Bạch Lộc trong showbiz đã quá thuận lợi. Nữ diễn viên sau khi nhận một vai nhỏ trong bộ phim Triều Ca đã chính thức ra mắt với vai nữ phụ thứ 9 Hoắc Toàn trong Phượng Tù Hoàng năm 2017, một nhân vật được thêm rất nhiều đất diễn so với nguyên tác và được nhận xét là còn nhiều đất diễn hơn cả nữ chính Quan Hiểu Đồng, đến nỗi netizen còn trêu đùa nhau là nên gọi bộ phim là Hoắc Toàn Truyện chứ không phải Phượng Tù Hoàng. Sau Phượng Tù Hoàng, cô đã nhận được toàn những vai nữ chính trong 19 bộ phim truyền hình liên tiếp. Trong đó có nhiều bộ phim được đầu tư lớn và được nền tảng phim coi trọng. Ngoài ra, cô hiện còn đang là một trong những khách mời cố định của show Răng Ninh Mang Bản Trung, một trong những show truyền hình ăn khách nhất xứ tỷ dân. Với một sự nghiệp suôn sẻ như vậy, nhiều cư dân mạng mỉa mai rằng không biết Bạch Lộc vượt qua muôn trùng núi nào. Có người hóm hỉnh nói rằng nữ minh tinh hẳn là ngồi trên chiếc du thuyền của Vu Chính mới có được sự nghiệp như vậy. Fan của Bạch Lộc đã thanh minh rằng đó là câu thơ được fan đưa vào bài hát tiếp ứng cho nữ diễn viên và cô chỉ nói lại nó để cảm ơn fan. Họ cũng đưa ra lập luận rằng nữ diễn viên năm nay đã nhận được nhiều chỉ trích trong suốt năm nay, vì vậy cô ấy dùng câu thơ này để miêu tả về bản thân là không sai. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng ngay lập tức phản bác rằng những chỉ trích mà nữ minh tinh nhận phải đều là vì những phát ngôn vạ miệng và sự thiếu kỹ năng cũng như kiến thức của chính cô, không phải là sự bạo lực mạng và chỉ trích vô lý. Từ khóa Bạch Lộc vượt qua muôn trùng non, vốn là nơi để fan Bạch Lộc ăn mừng trên Weibo này đã trở thành nơi mà cư dân mạng trào phúng cô và fan là thiếu kiến thức văn hóa và không biết khiêm tốn. Họ cho rằng với tài nguyên và thu nhập cao của một nữ minh tinh, Bạch Lộc nên chăm chỉ nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của mình để tránh làm cay mắt khán giả bằng lối diễn xuất thiếu chiều sâu hiện nay thay vì bán thảm cùng fan. Chưa dừng lại ở đó, một số fan Bạch Lộc còn lôi cả Dương Tử vào cuộc. Khi fan cô cũng từng dùng đến câu thơ trên để khen ngợi idol mình. Nhưng netizen và fan Dương Tử đã nhanh chóng đáp trả lại. Họ cho biết thay vì tự hào, nữ diễn viên đã trả lời trong bài phỏng vấn cho tạp chí Cosmo rằng tuy người hâm mộ dùng Huyền Nhẹ đã vượt muôn trùng non để miêu tả việc cô ấy đã bỏ lại những tranh cãi sau lưng và đi theo con đường riêng của mình, nhưng cô chỉ muốn đơn giản làm tốt công việc của mình. Tranh cãi vì phát ngôn của Bạch Lộc chưa xong thì mới đây, Dĩ Ái Vi Doanh do Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ đóng chính lại được bình chọn là bộ phim Hoa ngữ gây thất vọng nhất năm 2023. Mới đây, netizen đã cùng nhau chọn ra những bộ phim gây thất vọng nhất năm 2023, 7 kiếp may mắn, Dĩ Ái Vi Doanh hay Ngọc Cốt Giao đều được điểm mặt gọi tên. Theo kết quả bình chọn, Dĩ Ái Vi Doanh với sự tham gia diễn xuất của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ nhận được số phiếu bầu cao nhất, đứng top 1 trong bảng. Ngay từ những tập đầu tiên, tạo hình nam nữ chính, góc máy quay thiếu chuyên nghiệp của đạo diễn cùng đài từ yếu của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đã bị cư dân mạng lên án nặng nề. Trên trang Đao Bần Dĩ Ái Vi Doanh, điểm phim có dấu hiệu ngày một tụt lùi,
mở điểm là 4.8 với 24.000 lượt vote và tính tới ngày 5 tháng 12, đã giảm xuống còn 4.2 điểm, đánh giá 1-2 sao chiếm phần lớn. Xếp ngay sau Dĩ Ái Vi Doanh là Khói Lửa Nhân Gian của tôi do Dương Dương, Vương Sở Nhiên chủ diễn. Dương Dương vốn là đỉnh lưu top đầu CBIF, những dự án trước kia anh đóng như Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên đều nổi tiếng, thế nên khán giả cũng đặt không ít kỳ vọng vào tác phẩm này. Tuy nhiên, sau khi Khói Lửa Nhân Gian của tôi ra mắt đã nhận về vô số ý kiến tiêu cực, thậm chí còn khiến danh tiếng của Dương Dương, Vương Sở Nhiên sụp đổ, người duy nhất chiếm được thiện cảm từ khán giả lại là nam phụ Ngụy Đại Huân. Ngoài Dĩ Ái Vi Doanh, Khói Lửa Nhân Gian của tôi, một số bộ phim khác như Bảy Kiếp May Mắn, Dương Siêu Việt, Đinh Vũ Hề, Quy Lộ, Đàm Tùng Vận, Tỉnh Bách Nhiên hay An Lạc Truyện, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn, mang danh là dự án trọng điểm, cấp S, nhưng An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba khi lên sóng vô cùng mờ nhạt, lượt view thấp lẹt đẹt. Ngọc Quốc Giao, Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn cũng lọt tốt. Ngọc Quốc Giao sau khoảng 2 năm tồn kho đã ra mắt khán giả, nhưng hiệu quả chiếu tương đối gây tranh cãi. Nội dung phim và diễn xuất của dàn cast được cho không đủ hay như những gì người ta đã nghĩ. Triệu Lộ Tư quá khác lạ trong tạo hình mới, không nói ai cũng tưởng Cúc Tịnh Y. Cặp đôi tinh hán sáng lạng sắp tái hợp, Triệu Lộ Tư bất ngờ gây tranh cãi vì học theo tạo hình của Cúc Tịnh Y. Vào ngày 17 tháng 11 vừa qua, bộ phim cổ trang Rèm Ngọc Châu Sa do Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính đã chính thức được khai máy, đồng thời tiến hành ghi hình những cảnh quay đầu tiên. Được biết, đây là lần hợp tác thứ hai của cặp đôi sau Trường Ca Hành lên sóng năm 2021. Những hình ảnh của buổi khai máy ngay sau đó đã thu hút sự quan tâm rất lớn của công chúng. Mới đây, tạo hình của Triệu Lộ Tư trên phim Trường Rèm Ngọc Châu Sa đã được lan truyền lên mạng xã hội và tiếp tục thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Như mọi khi, mỹ nhân họ Triệu lại tiếp tục nhận nhiều tranh cãi về cả nhan sắc lẫn tạo hình khi xuất hiện trên phim trường cổ trang. Theo những hình ảnh được đăng tải, Triệu Lộ Tư lần này xuất hiện với tạo hình cổ trang có mái. Bên cạnh những bình luận khen ngợi sự xinh đẹp của mỹ nhân họ Triệu thì cũng có không ít cư dân mạng lại cho rằng cô nàng đang cố tình học theo cách tạo hình vốn đã quen thuộc của Cúc Tịnh Y. Thậm chí, có blogger còn đăng tải bài viết bày tỏ nghi vấn rằng người trong ảnh là Triệu Lộ Tư hay Cúc Tịnh Y. Không ít bài đăng so sánh Triệu Lộ Tư với Cúc Tịnh Y xuất hiện, nhất là ở gương mặt có phần baby vốn giúp Cúc Tịnh Y nổi tiếng. Có không ít ý kiến cho rằng Triệu Lộ Tư đang cố gắng trở thành Cúc Tịnh Y thứ hai, vô hình trung khiến nhan sắc của nữ diễn viên biến đổi. Được biết, đây không phải lần đầu tiên Triệu Lộ Tư và Cúc Tịnh Y bị đem ra so sánh. Vốn nổi tiếng và có nhiều tài nguyên cạnh tranh, từ trước tới nay Triệu Lộ Tư và Cúc Tịnh Y vốn được coi là kỳ phùng địch thủ trong lứa diễn viên sinh sau năm 1990. Tuy nhiên, nhiều người đã lên tiếng bênh vực Triệu Lộ Tư, cho rằng chỉ thông qua một hình ảnh hậu trường chất lượng thấp thì không thể khẳng định được điều gì. Trước đó, Rèm Ngọc Châu Sa khi tuyên diễn viên chính đã gây ra rất nhiều tranh cãi, bởi vì người hâm mộ Triệu Lộ Tư đồng loạt phản đối cô đóng dự án này làm ảnh hưởng không nhỏ đến đoàn phim cũng như mối quan hệ giữa cô với công ty quản lý. Nguyên do vì người hâm mộ cho rằng danh tiếng của Lưu Vũ Ninh không xứng với Triệu Lộ Tư, và cặp sao liên tục vướng tin đồn tình cảm nên việc đóng chung phim sẽ dễ gây rắc rối về đời tư. Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh từ trước đến nay không có những mâu thuẫn với nhau. Việc người hâm mộ hai bên tranh cãi rất dễ ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ trong dự án này, hoặc thậm chí các dự án về sau. Được biết Rèm Ngọc Châu Sa là một dự án phim thuộc thể loại cổ trang có thời lượng 38 tập do nền tảng Youku sản xuất. Nội dung xoay quanh nữ chính tên Đoan Ngọ, Triệu Lộ Tư. Cô nàng hành nghề đánh bắt ngọc trai, vô tình gặp nguy hiểm và được nam chính Trương Phổ Nhiên, Lưu Vũ Ninh ra tay cứu giúp. Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin cho biết Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi sẽ cùng tham gia sự kiện cuối năm Tinh Quang Thịnh Điển của Tencent vào ngày 17 tháng 12 sắp tới. Như vậy, sau tròn 2 năm kể từ ngày Tinh Hán Sáng Lạng chính thức đóng máy, khán giả lại có dịp chứng kiến Hoắc Bất Nghi, nhân vật do Ngô Lỗi thủ vai, và Trình Thiếu Thương, nhân vật do Triệu Lộ Tư thủ vai, gặp lại. Bên cạnh đó, khán giả cũng rất mong chờ vào những tương tác của cặp đôi Tinh Hán Sáng Lạng tại sự kiện lần này. Tinh Hán Sáng Lạng xứng đáng là một trong những bộ phim gây bất ngờ nhất trong vài năm trở lại đây, bởi ngay từ ban đầu phim gây tranh cãi và bị không ít khán giả quay lưng. Ngoài những ồn ào từ phía đoàn phim, cặp đôi chính không được khán giả đánh giá cao về diễn xuất, dù trước đó Ngô Lỗi đã là tài tử có nhiều tác phẩm ăn khách. Tuy nhiên, sau khi phim chiếu xong, tác phẩm Tinh Hán Sáng Lạng lại xuất sắc trở thành phim chiếu mạng ăn khách bậc nhất nửa đầu năm 2022.
Tổng kết CBiz 2023, Dương Tử, Thành Nghị là diễn viên được yêu thích nhất, Tiêu Chiến vắng bóng. Tứ đại đỉnh lưu nữ CBiz, Dương Tử là nữ thần phim bạo, Triệu Lệ Dĩnh nhất kỵ tuyệt trần. Năm 2023 là năm nhộn nhịp của màn ảnh Hoa ngữ. Loạt phim chất lượng đều đồng loạt lên sóng, kéo theo tên tuổi của loạt nam nữ diễn viên mới. Mới đây một blogger giải trí Trung Quốc đã tổng kết lại loạt cái tên nổi bật của năm nay. Theo đó, nam và nữ thần phim truyền hình nổi tiếng nhất thuộc về Trương Tụng Văn, Dương Tử. Đây là danh hiệu không cần phải bàn cãi. Nếu Trương Tụng Văn có cùng phong thì Dương Tử có trường tương tư được CCTV, kênh truyền hình quốc gia, chứng nhận là phim bạo phản. Sự nghiệp nàng tiểu hoa họ Dương còn càng thăng hoa hơn khi giành được loạt tài nguyên thời trang béo bở sau khi giảm cân. Ngoài, nam nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của năm gọi tên Ngụy Đại Huân, Trần Đô Linh. Ngụy Đại Huân thành công thu về lượng fan khổng lồ hậu pháo hoa nhân gian của tôi, còn Trần Đô Linh cũng chăm chỉ góp mặt trong loạt phim với tần suất dày đặc, Trường Nguyệt Tẩn Minh, Nhất Niệm Quang Sơn. Thành Nghị được cho là xứng đáng với danh hiệu nam diễn viên thực lực của năm, không phải đỉnh lưu, không có tư bản chống lưng, chỉ nhờ sự nỗ lực và khả năng diễn xuất mà Thành Nghị gánh Liên Hoa Lâu đạt 8.5 điểm đao bần, xếp top 1 rating nền tảng EQEE. Khả năng của Thành Nghị trong dòng phim võ hiệp cổ trang được cho là vô biên khi sắp tới còn một bộ phim cùng đề tài lên sóng là Anh Hùng Chí. Nữ diễn viên được yêu thích nhất của năm thuộc về Bạch Lộc. Năm nay, Bạch Lộc có màn bứt phá ngoạn mục với 3 phim lên sóng là Trường Nguyệt Tẩn Minh, Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng. Tuy bộ phim nào cũng gây tranh cãi nhưng đó chính điểm giúp tên tuổi nữ diễn viên luôn được nhắc tới, luôn hot. Thậm chí có nhiều nhận xét khẳng định Bạch Lộc là Dương Tử thứ hai khi có nhiệt, có độ hot, gánh được phim. Mới đây, cư dân mạng đã tổ chức bầu chọn ra tứ đại đỉnh lưu nữ của CBiz. Không có gì bất ngờ Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử là những cái tên xếp top đầu. Mỗi nàng tiểu hoa lại được vinh danh ở một mảng khác nhau. Dương Mịch, nữ thần quốc dân trường tồn. Việc Dương Mịch nằm trong danh sách tứ đại lưu lượng nữ của CBiz không phải chuyện bất ngờ. Nàng tiểu hoa tham gia diễn xuất ngay từ khi còn rất nhỏ và có trong tay rất nhiều bộ phim bạo bảo chứng tên tuổi. Quốc dân độ của cô nàng cũng luôn nằm trong top đầu của CBiz. Dù diễn xuất có gây nhiều tranh cãi, thế nhưng không ai có thể phủ nhận được vị trí đỉnh lưu lượng của Dương Mịch trong giới giải trí hoa ngữ. Triệu Lệ Dĩnh, top sao nữ, nhất kỵ tuyệt trần, trong lứa tiểu hoa 85, diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá cao. Không chỉ có phim thần tượng bạo, cô nàng còn có chính kịch bảo chứng tên tuổi là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ. So về lưu lượng, Triệu Lệ Dĩnh chẳng hề kém cạnh Dương Mịch, nhưng diễn xuất lại cao hơn hẳn. Tài nguyên thương vụ của nàng tiểu hoa trong vài năm gần đây cũng thăng hạng thấy rõ. Địch Lệ Nhiệt Ba, nữ thần thảm đỏ, thời trang, tuy diễn xuất gây nhiều tranh cãi, thế nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại luôn nằm trong top nhan sắc. Mỗi lần lộ diện trong các sự kiện, nàng mỹ nữ Tân Cương lại khiến công chúng phải trầm trồ. Việc thay đổi tạo hình liên tục không trùng nhau cũng giúp cô nàng ngày càng khẳng định vị thế nữ hoàng thảm đỏ thế hệ mới của mình. Ngoài ra, các thương vụ của cô nàng cũng toàn là xa xỉ phẩm. Dương Tử, top lưu lượng, nữ thần phim bạo, sau khi bạo lớn nhờ Hương Mật Tựa Khói Sương, Dương Tử liên tục có thêm các dự án phim khác giúp bảo chứng tên tuổi như Cá Mực Hầm Mật, Trầm Vụn Hương Phai, Trường Tương Tư. Nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất tốt giúp cô nàng chiếm được cảm tình của khán giả. Trong lứa tiểu hoa 90, số lượng phim bạo của Dương Tử cũng thuộc top đầu. Tiêu Chiến làm gì mà khiến loạt sao CBiz phải dè chừng? Netizen phẫn nộ vì bạn diễn của Tiêu Chiến. Nguyên nhân do đâu? Sau khi bạo lớn nhờ Trần Tình Lệnh, sự nghiệp diễn xuất của Tiêu Chiến ngày càng nở rộ. Không chỉ khẳng định tên tuổi với hàng loạt tác phẩm thành công, anh chàng còn khiến dân tình mê mệt với ngoại hình điển trai, tính cách thân thiện. Mới đây, Tiêu Chiến đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ với thành tích cực khủng. Theo đó, bộ phim Vùng Biển Trong Mơ ấy do Tiêu Chiến và Lý Thấm đóng chính được lên đài lần thứ 14 trong vòng chưa đầy 6 tháng. Cụ thể, bộ phim đã được lên lịch phát sóng trên CCTV1 từ ngày 24 tháng 11 này. Đây là lần thứ 2 Vùng Biển Trong Mơ ấy lên sóng CCTV1 trong năm 2023 này. Thành tích này của Tiêu Chiến khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Có thể nói, đây là việc rất hiếm bộ phim làm được. Trước đó, Vùng Biển Trong Mơ ấy do Tiêu Chiến Lý Thấm đóng chính được lên sóng và gây sốt màn ảnh nhỏ. Đây cũng là một trong 3 bộ phim vượt 30.000 điểm nhiệt độ trên Tencent trong năm 2023. Phim được chấm 7.5 điểm trên đao bần và góp phần giúp Tiêu Chiến củng cố thêm địa vị của mình trong mảng truyền hình. Sau Vùng Biển Trong Mơ ấy, dự án phim Ánh Dương Rực Rỡ Bên Tôi do Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà đóng chính cũng đạt thành tích tốt khi lên sóng.
bộ phim đã mở điểm đao bần và được chấm 7.2 điểm với hơn 110 lượt đánh giá. Có thể thấy, dù không được đánh giá cao bằng Vùng biển trong mơ ấy, thế nhưng Ánh dương rực rỡ bên tôi vẫn là dự án phim chất lượng, rất đáng xem trong năm 2023 này. Với loạt thành tích phim chiếu đài cực kỳ ấn tượng, Tiêu Chiến đã trở thành cái tên được rất nhiều đạo diễn săn đón. Sau Vùng biển trong mơ ấy và Ngọc Cốt Giao, Tiêu Chiến hiện đang bận rộn hoàn thành những cảnh cuối cùng trong movie Anh hùng xạ điêu. Nam diễn viên gần như mất tích khỏi tất cả các sự kiện công khai và cả mạng xã hội để tập trung quay phim. Chính điều này khiến người hâm mộ càng mong chờ được thưởng thức tác phẩm mới của Tiêu Chiến. Tuy nhiên mới đây, thông tin nữ chính của Anh hùng xạ điêu khiến người hâm mộ đồng loạt phẫn nộ phản đối. Theo đó, Trang Đạt Phi, người sẽ nên duyên cùng Tiêu Chiến trong movie điện ảnh này, bị đồn đã đi cửa sau. Nhiều blogger giải trí khẳng định cô được Gia Hành, công ty cũ của Dương Mịch, hết lòng nâng đỡ nên mới có được vai diễn này. Trước đó, Trang Đạt Phi gây tranh cãi dữ dội vì thua kém Tiêu Chiến cả về nhan sắc lẫn danh tiếng. Người hâm mộ Tiêu Chiến cho rằng nữ diễn viên có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả phát sóng của phim, biến công sức của nỗ lực nhiều tháng của nam diễn viên thành công cốc. Thế nhưng một số người khác tin rằng cô nàng cũng phải có năng lực mới giành được vai nặng đô này, nên cho các diễn viên một cơ hội để thể hiện mình. Mới đây, Tiêu Chiến đã xuất hiện tại một sự kiện của nhãn hàng ở Singapore, làm dấy lên tin đồn nam diễn viên đã quay xong Anh hùng xạ điêu và đang chuẩn bị vào đoàn Tàng Hải Hí Lân. Quả thực Tiêu Chiến là một trong những đỉnh lưu chăm đóng phim nhất khi liên tục thử sức ở những vai diễn mới và đem tác phẩm chứng minh thực lực của mình.